Nên đòi một con mẹ luôn. Bố phần nữa. Anh cũng lên live stream nữa. Tại vì lúc nãy thầy cũng gặp con lúc con à. Mẹ, thầy một, like đi con. Một coi ba nó bốc có 3 tuổi. Ngày hết, ngày nay hết tu rồi cứ nói đi. Không phải hết tu nhưng mà hết hết tập tu cho mấy bữa nay rồi. Nè giờ bà cụ này, bà cụ này mới có 96 tuổi mà đang kiếm một người ý trung nhân khoảng chừng 100 tuổi. Đừng nói vậy kỳ lắm. Kiếm người ý trung nhân khoảng chừng 100 tuổi, đằng hai ông bà chiều chiều dìu dắt nhau đi coi ra công viên. Dòng hàng trò viên nó thấy mặt. Đây, 96 tuổi, cụ mới hai, cụ nói cụ một cô chồng 55. Bây giờ định tái giá khoảng ông khoảng 100 tuổi thôi. Gái là gái, gái gì là trai đến tư. Ủa vậy đây số số trong này là một cô chồng hết vậy đó hả? Chỉ trừ hai ông thầy tu không có thôi hả? Một cô chồng đó thôi. Một cô chồng hết nữa. Ngồi vô có cái gì đâu mà né. Không phải. Ngồi vô, ngồi vô. Ủa, chị này chỉ muốn ra. Không vô ngồi chơi không có ra. Hả? Để ngồi chơi cho nó vui. Thích vô nữa, thích vô nữa. Hôm nay là coi như là xã giới rồi, cứ cho cái bà nó chuyện chơi rồi cho tâm hồn có thẳng khoái đi. Cuộc đời mình đừng có né, cứ bình tĩnh như vậy. Con né, né tà rình. Thật sự, sống cái thanh thiên bạch nhật, sống cái mắt kìa. Đây là đây là bà em bé, em bé nhỏ nhất nè. Mình sống thanh thiên bạch nhật đi. Em bé nhỏ nhất vô cái màu răng. Để chưa em bé bồng bồng. Nhỏ nhất em bé bồng bồng. Em bé nhỏ nhất em bé là nhỏ gì? Em nói là má là em bé. Nhớ ai hỏi ai? Ai đó? Ai? Ai vậy? Lúc đó thầy tiền tài, thầy đó đó không tiền tài, ông luôn đã không tiền tài bây giờ, thầy tiền tài. Để tay lên, để tay lên trên này, để cái tay này lên, cho nó quen. Hen, là cái sợi vàng đâu rồi? Muốn cái đó rồi. Cho đi. Cho thầy. Cho đó, đòi lại. Để suy nghĩ nè, để suy nghĩ. Là nghĩ nha, nhìn nha, đòi lại nha. Suy nghĩ nè. Cái thằng cạo tóc à, cho thoải mái đi. Mà cạo lạnh lạnh sao vậy? Không, không lạnh đâu. Vì lạnh cái đầu không sao, đừng cho lạnh cái chân thôi. Cái người có giới. Cái chân vừa rồi lạnh đâu không sao. Ăn chuối không? Chuối. Cho em khúc, anh nghe chị khúc. Tao bơ nữa kìa, tao bơ. Cái bơ cái nào? Cái nào? Không? Làm gì? Chỉ, bà không chỉ mà bà mày lấy cái miệng đẩy chú hả? Lấy cái miệng đẩy cười chết được với má. Cái tay đâu không chịu chỉ là biết á. Tí bữa trên mạng có hai bà già dễ thương á, bà già bốm á, bà 92, bà 90 rồi cái bà 90, bà 91, bà 89, hai gà bà kia nói mà hai bà làm mai cho nhau mà cười với nhỏ nó quay nó mình cười quá trời cười. Con không có coi cái đó. Hai bà già mà chắc gia đình giàu có. Bác cho nên kiểu như là con mình. Cái lo con lành á. Con bà cụ mà 105 tuổi thì có thấy không ở đâu miền Tây á. Có đứa con ở bên Mỹ cái điện thoại phụng về thăm má. Hai bà cụ kia 105 tuổi. Bây giờ tôi chứ chứ không khai đâu, chưa bằng nửa tuổi hai người này. Mà mình thấy từ giờ tôi là biểu tôi đi giờ thiệt sự là tôi đi chống gậy, mai tôi đi là tôi có chống gậy đó. Chứ cái giò nó đau chứ không phải là không phải liệt nhược. Thôi uống hay thôi, thay đi. Phải cầm hờ chứ cái đau nó chỗ xuống. Mà mới nó đau, nó không phải đau bàn chân. Nó đau gì? Mà nó đau cái giúp gì tôi mới đau. Đau nguyên cái muscle là cái gì? Bắp thịt. Không bóp thịt nó chỉ cái là thí dụ bàn chân nó đau hay là nè cái cơ á, cơ là bắp thịt chứ cái gì nữa, cái hai cái gân cái tendon thành ra là trẻ nhất mà phải chống gậy
Còn khi mà làm á thì không có vẻ là tại sao, tại vì khi cuốc nó có cái cây sẵn rồi, nó có cái cây sẵn rồi. Hôm nay ông coi làm, hôm nay tôi trồng dữ dằn lắm, hôm nay tôi trồng làm giàu mà, hôm nay quyết chí làm giàu mà, giàu làm chi. Bây giờ có người đặt có tép mỗi tuần nữa rồi đó, không giàu kiếm mới có tiền để bệnh nữa. Nhưng mà một con già là làm mình đó. Có mấy năm tôi cũng làm mình chứ ai. Đang dọa rồi, đang dọa rồi. Nhưng mà nó không nhiều bằng năm nay, vì năm nay tôi thêm miếng đất bên đó. Mong Phật cứ nghiền, ăn cái gì thì có nhá. Bà cụ, bà cụ là phụ cái này chơi thiên tài. Dạ. Bà cút đất cho nó khỏe. Dạ. Dạ. Nói lớn là này tôi mới có 9 dạ. tuổi à. Dạ. Sáng là... Dạ, sư sâu trâu được thầy. Dạ. Có mấy sư sâu được. Đang sửa nó rụng mấy mốt nó qua. Vậy mà phá tu đâu leo máy bay đi, đi qua bên Austin Texas đó. Chỗ này Trung gì đó, Trung để nước hồn sám. Nước hồn sám á. Nước hồn sám luôn. Dạ. Mà... Không, ngồi lại chứ vậy. Đứng lại mấy mốt tháng 4 qua chùa lại giảng Phật. Dạ. Lúc trước thì con lại được, lúc con trai nhà 500 lại, sáng 300. Chùa này là 1 năm 3 kỳ lại ngủ trên đàng hoàng. Bây giờ thì con tại ngồi thôi, con không tâm. Nó lại đứng đi cho nó khỏe chân, mình mới lớn mà sao lại ngồi đứng lên. Nó có mọc thêm cái chân nữa là 3 chân con thầy. Có 3 chân. Thôi nó 9 tuổi mà là mọc cái chân nó khổ ghê. Mẹ bà phát tước á, hôm kỳ trước mà xuống rồi con tước hồi bên hai. Túi, nhỏ nha, đi lại mọc, đi lại ngủ có chanh rồi lại đùm đùm. Đi tu hoài à thầy ơi, đi hoài à. Đến tháng 5 này con đi được, con đầu tháng 5 con đi khóa chữa này. Năm ngoái đi hai khóa. Đi ở lại bao lâu? Dạ, một phần. Đấy, tuần tháng 5 thì con ở một tuần. Tháng mùa đông vừa rồi con ở hai tuần. Ở trong chùa luôn. Là lại một bộ đó luôn hả? Không, lại ba bộ đó. Bộ gì? Bộ Nương Hoàng Sám đó thầy, mấy ngàn lạy đó thầy. Nương Hoàng Sám đâu mà lại ba bộ mà mấy tuần lại nổi? Dạ, đại nổi thầy. Đại vì cứ... Rồi, luôn tụng kinh luôn, cũng giống như tu á, bảo tu là thầy một ngày. Nương mùa hạ ở Việt Nam đó là Nương Hoàng Sám chỉ lại được có hai bộ là mỗi buổi tối thôi. Dạ. Còn nếu mà lại ngủ bích danh, lại dẫn Phật bữa nào đi qua lại với thầy đi. Ví dụ, thầy chờ đóng cửa chùa, nó có lại suốt, ngày một ngàn lại vậy đó. Dạ, mua Phật. Chừng 10 ngày là mình đã đủ một bộ. Dạ. Kinh chuẩn bị đang lưu chuyển qua tháng 4 tới. Dạ. Tại chùa này chịu lẹ vật lắm, mấy nhỏ kêu lại rồi, thầy chưa đi rồi. Thầy chùa này không tu, tu lại không? Không, không lại, từ tôi đừng vô, tôi không tu lại, tôi không có tu lại. Tôi đi chứ tôi lại. Dạ. Tôi đi luôn không lại, mẹ lại. Thầy phải tìm lại. Dạ. Không, mẹ ớ không tu lại nữa. Tôi đi chứ tôi lại. Bắt đầu cả mà lạy thôi, nó phải ở chúng theo chúng, ở theo chúng từ 4 giờ sáng mà thức chúng cho đến 9 giờ tối. Chúng nào mà dạ đông lắm, giờ mà cứ phát tu á, mở phát tu với bà kéo về đó, mà ngồi đóng bao nhiêu tiền? Dạ không có đóng, đóng đặt hết được dạ. Có tùy tùy bác có bỏ tiền vô không? Có tôi dễ cái gì cho bà nào, cho bà làm giường kép bây giờ? Dạ không. Mô Phật của con không nói, đây là cái chương trình của thầy như thế này. Thầy năm mọi năm thì về cũng chưa có đầy đủ giường chiếu. Nhưng mà năm vừa rồi đó thì thầy làm lên được 26 phòng. Vậy là ở chùa nào? Là chùa chỗ Út Tín đó thầy, Út Tín chỗ thầy. Austin. Út Tín chỗ thầy cái Liên Hoa thì cái gì Liên Hoa đó thầy. À, không có Út Tín, sao thì nó. Sáng là châu Nhiều. Sáng là châu Nhiều. Anh này Trung Thiện đây, ông Trúc đó. Trung Thiện. Sáng Antonio. Sáng Antonio. Ông có một cái hội tùm lum, ông giỏi, ông làm mà bên, ông làm tam thờ niệm á. Chùa ông còn không nhanh, đọc bằng cái máy bự bự vậy đó, nghe ta nói thôi. Thôi, trăm thiên hạ biết luôn, cho biết luôn đi. Mà nghe cũng được. Quảng cáo luôn. Quảng cáo gì thôi. Ủa, rồi bây giờ tốt cà phê mà nghe. Cà phê loại nào đây? Không. Thầy uống đi. Thầy uống đi. Con lấy sữa cho má con. Nay giờ là ngày mai là thôi cho ngủ. Ai thích thì vậy chúng tôi rồi, tôi không bắt buộc giờ giấy gắt nữa. Ngày mai thì giờ đó là chuẩn bị mà thăm gói. Mà giờ chúng tôi đi rồi. Thầy dậy thôi thầy. Chứ giờ sức khỏe đi, 9 giờ là chuẩn bị trời với con, không có đâu gì đâu chuẩn bị. Hai cái ăn sáng không lại. Ăn chứ trời. Trời đất ơi, đều nói hả? Không, ngày mai phiên tôi dậy tôi nấu sao cùng liếu. Con không ăn hả? Nấu đem lên, không,
Ăn cơm nếp cho mấy cái này ngon nè. Dạ, cái đấy cơm nếp. Thầy cho đồ cháu trắng. Thầy cũng cho đồ cháu trắng nữa ngon. Cháu trắng mới ăn hôm nay rồi cụ. Mai cho cụ ăn mì, ba cái ăn mì trụng đi. Ủa ai mà giờ này còn vợ cà phê vậy? Đâu? Đó, có vợ mà là Ly không? Ly chắc Ly nào? Ly cô sao còn cà phê nước không? Hồi sáng bây giờ đó. Cái phê còn hơi ấm đó thầy. À rồi tôi uống miếng rồi bây giờ lỡ rồi giờ có sợ ngủ không ngủ gì tôi mà tối tôi đâu ngủ nhiêu đâu mà lo. Cà phê thầy còn mà. Biết rồi nhưng mà nó không đậm. Dạ. Thầy uống nước nghĩ là ngon lắm. Bây giờ có nói là ngủ không ngủ. Bao nước gì vậy? Còn vậy uống một thôi ngủ luôn. Ngon hả? Để cô lấy giùm cho chai cà phê. Chai không có cái chai cà phê đấy, chai tôi không mua đấy. Dạ. Bây giờ mà nói hành hạ của giờ nói thừa nè. Thầy chú thầy cũng giỏi. Cái vụ uống cà phê này là bây là do cô Bích nè. Cái gì đâu thừa con. Đầu tiên là tra bát. Từ cái tra bát trước đây. Lễ kêu Đài Loan nhiều. Đài Loan. Dạ nghe nói Đài Loan chùa cũng xây cái cấu trúc Đài Loan. Dạ. Thầy đi học ở Đài Loan. Thầy chưa có đi qua rồi. Bữa qua xuống chùa cũng mời thầy lên trở thành đi. Thẩm ghé ha. Rồi thầy làm là ngon lắm đấy. Đúng không? Không còn nữa. Trời ơi. Tôi không còn ngủ vậy. Thầy nói chùa thầy sướng lắm. Đi bây giờ là không có đông. Phật tử là bắt đầu chùa là tự lại. Tự dọn dẹp tự làm đi dạ thầy ơi tự phân công tự muốn gì là nói rồi xong mấy cái dạ. Làm đi làm dạ rồi không gì dữ á thầy nhất cái ngày đại lễ mới chủ nhật tôi xin được mở tránh điện còn thì tôi ngày thường được cái hậu điện tại vì trên cái tránh điện thầy nói thầy nói thầy bà ta ca ngợi ông kia không con cường tân đang nói chuyện về thầy chút tiền thì con biết nói vậy thầy thầy quan điểm như nè dạ cái chùa đó cho nên cái gì cái chánh điện á yeah. Mà làm cho cố là nó giữ sợ trộm dân cướp yeah. Thấy không tại cho tờ tốn tiền tùm lum la sao mới giữ của lại đồ chất cổng nhiều lắm thầy ra mấy đứa nó thầy gắn camera nó khỏi gắn ai vô muốn rinh gì rinh cho có rinh mấy Phật là rinh đem cũng được rinh dễ tu mà có từ bây giờ ngồi mới nói vụ ngày mai đi nè thì bây giờ á tại sao không biết mấy nay á cái khi tôi ngồi xe á cái giò nó kỳ quá nó đau tôi đi ngồi đụng cái máy rớt cái máy không phải đau nó làm như nó giống như nó hầu họ nó muốn rung nó đau và đó bây giờ nếu ngày nay mà tôi với thầy Khai ngồi dưới đi sư thôi để cho đi thầy Khai ngồi trên đi sư ngồi cái hai ghế với tôi thầy Khai ra đằng có gì thầy nói chuyện thầy ít ngủ còn tôi á heo lên xe là tôi ngủ mà nếu tôi ngủ được thì thầy tôi không lái xe thầy lái con cũng không rồi, bây giờ không. Tôi là thầy không phải tôi lái một đoạn thầy lái một đoạn thầy Khai lái giỏi lắm bây giờ mắt chị thầy lái thì đi coi đường nó mắt chị lái không được phụ thôi thầy có đường đến Việt Nam con còn lộn xộn nữa không thầy không có báo cho cô mà thầy ngắm cảnh thầy ngắm cảnh thì thầy thưởng thầy bỏ cái headphone vô thầy nghe một mình thầy thôi thầy đừng có thật sự em giống như nãy đi lên học Anh Văn á cái mình vô cái nào nó mặc nó ngồi như cái đôi đầm mình mở ra nó nghe mình không cái nào nó thiệt chứ không biết cho nên nó đi tao mấy người mập nó buồn nói mới nghĩ tôi là mở đúng mày tại biết sao nó ngồi cái ghế bắt đầu nó bèn con vậy nè nó ngồi cái ghế rồi có cái một cái ngồi cái là mới đi nghỉ cái cho nên tại sao mới bay á là tôi mới mua sao quét thì nó mới rộng không cũng chặt lắm đấy không nhưng mà nó vậy nè nó được cái chỗ dày là khi ra vé đó là mình được được gọi là giữ lại vé không check in 24 giờ đồng hồ yeah. Mình tranh thủ đúng giờ mình check in là sao nó đi được cái group A hoặc group B á yeah. Để mà mình vô mình muốn ngồi đâu mình ngồi yeah. Mình nó giờ lỡ nếu mà mình dòm thấy mình dòm tới giờ luôn mà nó đông quá đó yeah. Thì mình tranh thủ mình ngồi cửa sổ đi yeah. Kệ mà nó khi đông á rồi mình ngồi mình thì khó mình bè ra cái mấy cái người mập nó thấy mình ngồi trước rồi đó không ngồi rồi không đi rồi cái chiến này đi giờ chiến đâu có được người tự chọn đâu còn mấy cái qua nãy mới nói là kêu mua là định mua đó cái quên nó không cancel luôn nha khoảng sáng của vậy nói chuyện của nó không nó có cancel chứ hồi tối là mình dòm nó cancel mà không tối qua cái bé em nó cancel tại vì nó chỉ tới Florida sống dần hôm nay gọi chứ không kiểm tra là tới đó là chân dần Florida thì chơi dần bây giờ lại này không dám uống nữa đây hả hả
mai mốt á, ví dụ như tôi có thèm gửi tôi ông mua tôi này nè là bên Tết thịt có rồi. Có, đi xin rất là dễ uống. Hiếu không, bây giờ để trả lời nói vấn đề. Mai đi. Và bây giờ cái mùa này á là cái mùa bệnh Covid. Tôi là ai chứ mà ngại đây á. Tôi lên cái là bảo nó định leo vô đấy rồi. Mình cái một là cô đào đó hả? Không. Đi máy bay á. Máy bay, thấy người ta tới là nó đường dây Covid rồi đó, nó tránh thầy. Nhưng mà cái mà nó đông quá, nó không còn chỗ đó, là nó sẽ ngồi cái này. Thì nó rơi một lần nó biết rồi. Còn mà nhưng mà đường được thường sao hết á, luôn lúc nào thì nó cũng có trống, tại vì sao hết nó lớn. Nói vậy là quảng cáo sao quét đó. Không ai cũng nói là tôi mà nếu mà tôi ghi danh cái sao quét là tôi mà tôi ngồi tôi nói vậy là bao nhiêu người ta mua là tôi được tiền đó. Quảng cáo ý nói quảng cáo sao quét. Cho nên á, vì vậy mà tôi mua sao quét là luôn luôn tôi phải check in. Trời, xong rồi mua hai chiếc này là ngồi cái 33 là cuối cùng luôn. Còn mà cái nạn mà mình lỡ mà mình quên một cái mình đi rút xi một cái là thôi chết cha luôn. Gặp hai cái cô Mỹ đen, chứ đừng nói hai Mỹ trắng thì không nói hai Mỹ đen. Mà ngồi hai bên mình vô chính giữa là rồi. Trời ơi, tôi nói ngồi mình mồ hôi nó rất lộp đồm á. Tôi vô cái cam nó không bự, thầy tài không ngồi cái ghế là coi như ông dướng cái ghế này, không để cái nợ người ta lên, người ta hét để ra á. Dạ, trời ơi, chặt cái đó, nó dính lắm luôn rồi. Nó dữ vậy. Nó đi vô Red Room, mấy cái người nó sẽ vô lọt cái gì nó sao nó ác kìa, Mỹ nó chế cái chỗ Red Room, vô Red Room vừa bom rồi. Mình còn chặt nữa à, giờ có dạ. Cũng chặt như mấy người. Cái máy bay, mấy bay Mỹ nó chặt không máy bay Việt Nam. Nó siêu cộng sản mà nó tính ghê quá mà. Siêu cộng sản. Thì cứ nói nó sợ gì cô trời. Tính không có là Mỹ đâu. Ai làm cho mình đó mình ấy. Cô này, thầy nói thiệt mà. Thử thật cô có sợ gì? Yeah. Nó siêu thiệt mà. Thì cái tính mua như là cái vé đó. Thì bỏ vô, hổ sơ. Mình tưởng cuối cùng bữa trước mang coi là tưởng mang được cái ba lô 35 pound nó an tâm rồi. Mang ba lô 35 pound cũng mang đủ đồ rồi. Cái ngày mà bốc á, cái đó nó cũng văng ra luôn. Cái nó bắt mình xách cái vỏ, mình chở, cái vỏ đàn bà vậy đó. Yeah. Như đây nè. Trời, nó đang xuống đến đâu, nó đau đầu luôn. Nhưng mà bây giờ á, cái tình trạng như vậy á thì nó mắc như vậy thì nó đang ổn định là cái giá cả, chứ nếu mà khoảng 5-6 ngày trước nó không có giá mà thầy khai bóc liền có gì đâu. Nếu đổi liền nó không có, nó mới ổn định lại. Chứ cái bữa mà Winnie đi bên Atlanta đó, tự trả cái giá này bao nhiêu? Cái giá thành mà tới đây nè. Sẽ chưa, mình mua 400 mấy. Con mua có 39 đồng à. Nhưng mà tại vì nó cancel cũng biết cái đó mà mua từ đầu á, mua từ đầu mua 2 triệu nó cũng tới đó, mua từ đầu mới rồi tài. Đúng đi rồi, xong rồi mua liền tại chỗ. Mua từ đầu đó nó sắp ngày đi mua từ đó xong hết nó tới giá đó mà mang được 2 thùng đi mà dạ, không dạ, thấy dạ. Thôi. Cái ngày mà ấy đi trong nó coi trong cảnh nó đi gửi cái thùng á. Mà mình đi gửi rồi hên chứ con. Đi gửi ra mua điện rồi đó. Thôi, sáng thứ 2 chủ nhật cái tưởng mang thùng lên thứ hai tìm hai cái thùng mang ra cái bưu điện cái bỏ lên hai cái thùng đó cái mang ra tưởng bưu điện mình thôi nó giỏi tiếng Mỹ lắm cái bỏ anh thôi nói chung là mình không tính lại nó thì nó tính hơn mình thôi kệ đúng không nhớ đi nha kinh nghiệm nha đừng mất rẻ nhảy vô nha bài học xương máu lên nó rồi không có bị hoài chứ không phải bị hoài gì đâu không bây giờ tính hoài á nó này chứ cô bị hoài mà thầy vẫn làm cái giờ mình hà tiện tiền chứ mình cái gì rẻ luôn hà tiện là tự giết mình không nhiều khi được nhiều khi không mà thường thường là không thường thường đó là mà ngộ kể cả người Mỹ nó cũng phải tiêu sale nữa chứ đâu riêng mình dạ thì đúng rồi sao cái gì sale là không cái ngày Black Friday gì đó dạ, Black Friday. Mua không xài mà cũng ghen nhau rồi dân mùng rồi gom mệt gối đâu nằm thầy bị sơn má mấy lần là bây giờ mơ đi thật sự mơ đi suy nghĩ là mơ đi thật cho chăm nó cái rẻ không hề đâu mà trước đó trên nãy nó bán cái gì mà nó đâu cái này tới đồ mình đâu bữa sau có lý do sao uống không chắc no rồi đó tại cancel ngọt mà ngọt nè lắc đầu cái thôi để ba ngủ tối này ba đem con ngủ cho con ngủ này tay chỗ luôn tính không luôn chết con tay nó muốn hại con rồi đó cái giọt bà bắt rồi nhầm bắt hoài nha gạch mi gù gạch mi gù ai ấy ai vậy ăn cái bánh xong dẫn đi vô biết ba biết ai vậy
Biết, má biết mà. Có ai? Thầy thì biết. Đó chứ chứ, bà Quang đó. Cảm ơn, cảm ơn. Ai vậy? Không biết, không biết. Không, để tối hai bà ngủ chung đây được không? Được chứ, nhưng mà bác phải chui vào trong rồi bà mới ra ngoài thử được. Coi thử cái chịu không, ông ngủ. Không chịu, nhưng mà con không ngủ chung. Tại vì con dậy á, dậy con phải bước qua. Bước qua, cực lắm, không được. Chứ mà ngủ đâu. Dạ. Hầu ít tối nay thử cái hai bà già. Có hai người ngủ chung. Nhà không đúng không? Nhưng mà ngồi ôm bên này kia thì thích lắm. Nắm tay rồi, hai người nắm tay thì nắm tay được. Tại vì 50 năm mất chồng, sao tới ai mình cái bên thì... Đúng rồi thầy ơi, cái đó là thầy nói đúng, con tim quá rồi còn gì nữa đâu. Đúng rồi. Cả 50, má con cũng từ 28 tới bây giờ con mấy chục. 28 từng sợ, từng... Mấy năm. Sao mà mấy bà cứ cho mấy ông chồng lên bàn thờ hết á người ta? Chồng chết thì không lẽ giờ đi lấy... Không, thì tìm kỹ bàn thờ, giống giống có lúc nào cũng đàn ông nhiều đàn bà hết á. Đàn ông chứ sớm hơn thầy. Ừ, ngộ. Tại cũng thay nạn chứ bộ. Không, đây không, tôi không nói riêng với bà, tôi nói chuyện thì cái tâm lý chung rồi đó. Tính đàn ông theo lẽ là... Mấy vậy chứ sao đàn ông chết sớm không? Thầy không đi bác sĩ nè. Có đâu làm mà chết. Dạ. Ở xứ Mỹ làm về cái đàn bà nắm tiền mà không có gì mà không tức không chết. Làm quá trời, mấy bà nắm hết trơn. Không tức không chết. Làm hoài thì mất công nha. Trời uống ly nè, tối nay con nghe. Dạ, khỏi ngủ luôn nha. Không mà tôi uống thuốc giờ tôi ông qua tôi qua hay gì hay tao nó ngủ. Bác cai là cũng bị bệnh chết hả? Bệnh gì? Ông Việt Cộng ông chưa ông cho mà cái mì trống cái xa cho được queo của queo ở đây. Ông Việt Cộng cũng Việt Cộng. Ông bà này. Chính đi dụng mình. Ông này đây. Ông có ông này đi đua xe đạp đây. Cô đưa đó đưa cái chết 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 lộn không biết luôn hả? Dạ biết là xưa hả? Con à. Bạn là xưa luôn á. Bạn tôi hơn 15 tuổi mới quen đây mà 80 năm đấy thầy. Dạ biết hồi 13 bà mới 9 tuổi sao quen 80 năm vậy kiếp trước dạ trên cái tháp năm đấy con sự ra đó thì bà đi bây giờ mà nói không có nói không nói không khe nói giờ cho tôi đi xưa là đặc biệt. Giờ tôi nói thiệt nghe người không có dấu. Thời Việt Nam Cộng Hòa là vợ của đại tá Nguyễn Văn Mông là có tiếng luôn nghe. Thời Việt Nam sau này đó, mình thôi đừng nói cộng sản, họ ghét mình đó, mình nói vợ của Nguyễn Đình Chính. Nguyễn Đình Chính đó. Không biết là thầy nhỏ. Đường Nguyễn Đình Chính có tiếng ở, thành ra bà này là coi như là ở Việt Nam Cộng Hòa thì bà này cũng là số nhất, số một cũng là con còn biết đi là có xe không không biết không nhưng mà cái đường Nguyễn Đình Chính đường Nguyễn Đình Chính ông Nguyễn Liệt Sĩ Nguyễn Đình Chính là có tiếng rồi khi mà sau năm 75 mình nói theo không nói theo cho từ ngày nay luôn đi không giải phóng á gọi là giải phóng sau 75 á thì cái khi ông cụ ông mất á thì vào Nam khổ nó thẳng à bởi vì di cư mà không hay cái chỗ là sắc rất hương trời là vợ của liệt sĩ Nguyễn Đình Chính chưa hay đâu bây giờ chế độ nào mà cũng có giá trị hết trơn á biết cái cuốn sách là vào cửa chiến ra cửa thiền mà ngày nay giờ không thành nói là vậy đó nói hết rồi chắc biết biết thầy chứ con mà làm gì vậy má có nghe thầy nói gì không không nói không nghe luôn hay là tôi nói xin lỗi giờ lỡ luôn quá sợ gì cái thời tự do mà đi qua bên đây á thì là nói theo bên đây hay cho lắm á không bao giờ lộ nghe hồi mới khoảng 3 năm nay là không nói thôi về Việt Nam nó thì Việt Nam đàng hoàng không lộ trộn chút nào về mà thôi cũng cái đó mà nói để về Việt Nam là nó thơ Tố Hữu thơ Nguyễn Phương nghe không qua bên đây là ta là vợ của đại tá Nguyễn Văn Mông
Nguyễn Văn Bông đó hả thầy? Nó ra đó là Nguyễn Bông nè. Hai Nguyễn Văn Bông thầy. Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Không, nhưng mà nói gì thì là... Nhưng mà ở bên Pháp có cái ông Bông gì đó. Đó là giáo sư Nguyễn Văn Bông. Là đó, ông đó. Nhưng mà có vợ nữa. Đại tá Nguyễn Văn Bông. Mà là đại tá Nguyễn Văn Bông. Ông Bông kia là giáo sư. Ông kia là giáo sư Nguyễn Văn Bông thầy. Bà vợ là giáp phi gì đó. Giáp phi Nguyễn Văn Bông. Giáp phi Bông. Giáp phi Bông. Giáp phi Bông đúng không? Bông. Rồi ghê là nó đúng ra cộng sản nó không phải giết ông này, nó giết ông Nguyễn Văn Bông kia các kia. Nó còn ngã là tao không chịu. Mà chính quyền đương thời. À, chính quyền đương thời. Nó không cứ nói như phân tích để cho mình nghe cho rõ ràng thôi chứ bây giờ còn có cái gì nữa đâu. Giờ thì không có bên nào, bên nào, bên nào, bây giờ thì mình cứ ở bên nào mình sang bên đó. Thế thôi. Mình cho nên á, đi về mà anh vẫn được lãnh lương của Việt Nam đàng hoàng. Không có thầy ơi, chứ nó nói tôi biết ở chùa từ bà đầm đó mà cụ nói gì là cái thằng bà ở đâu bà tới bà chơi thôi hả? Ừ rồi đó các cái am ở chùa bà đầm thích ra với ông Linh Sơn Đà Lạt năm 97 họ giới thiệu theo năm 99 nè hồi đó là nói năm 97 thì tại vì lớn tuổi ông đâu có cho đâu có cần đi ngang đi kéo dài. Vì lúc đó qua là tôi quá tuổi 60 rồi còn sinh đẻ đâu nữa. Trời thảo đàn giới đâu, 97 cái đâu, thầy xưa Sài Gòn. Đàn giới Đà Lạt. Đà Lạt. 97 là Sài Gòn. Ông coi giống như là cái giấy tỉnh thôi. Ồ, giấy tỉnh. Nếu vừa già rồi hỏi còn giấy tờ nữa. Nhưng mà thằng nước nể. Cho đi, tên kêu bằng cho, thật sự nghe này nói lên não, không sợ mình nói đúng nào đúng thôi. Là đi xe riếp vô chở đi đàng hoàng đó, công an rồi vô chùa Từ Phân là lúc đó là con nhỏ gì nuôi đó là nó cháu kêu bằng cháu mà nó là tay trong của nhà nước rồi thằng bồ nó là công an thành ra có làm gì không vậy là anh gì đó anh gì mà anh công an anh ký giấy visa cho tất cả mọi người hết á không cái đó là khác nữa còn cái thằng này đó bây giờ tôi không tôi nói xin lỗi giờ nói thẳng ra luôn là có nghĩa là họ cũng phải canh mà này phải canh chứ tại vì bả đâu qua Mỹ mà rồi phải canh mà này phải không nó canh mà này nó thẳng luôn cho nên á kể cả làm giấy cho về hưởng thu nhưng mà này bả không cần cái này nói thành là bây giờ liệt sĩ Nguyễn Đình Chính nghe cái này tôi nói danh dự là rõ ràng của nó thời Cộng Hòa là vợ của đại tá Nguyễn Văn Bông thời của mình nói là chính quyền Việt Nam đương thời sau chủ nghĩa là vợ của liệt sĩ Nguyễn Đình Chính con đứa con nữa là nói rõ vậy đó chứ không nói thành ra khi mà qua bên đây thì cái ông gì ông mặc ca hay ông gì mà Arizona đó nãy nay ông gì mà mới chết mà hồi giúp cho con người Việt mình nhiều lắm á ông ở Arizona đó mà ông chết ông trói ông không cho ông Trump lại đó ông hận ông dạy ông Trump á không cái ông mà hồi xưa đi đến ở bên Việt Nam rồi sau này á mà không biết sao mà ông ở tù bao nhiêu năm rồi được chính quyền cũng ân xá rồi nhưng mà ông không hận thù ông thề ông không hận thù mà ông trở về ông giúp cho Việt Nam rồi sau đó mới lãnh bao nhiêu việc ai mà qua đó khó khăn cho nên tất cả cộng đồng đồng bào Việt Nam mà từ Cộng Hòa cho tới những người mà HO qua đây đều phải coi như coi ổng là người ân hết á mà hay có cái là ông người Việt Nam phỏng vấn ông đó không hận thù mà hồi khi qua tù quýnh ông chết lên chết xuống á cho nên thành ra bà này qua thì nghe không có ai kể nữa nè là ông đó cũng lễ nang bà này nè không ai kể nó quên rồi thành ra cái ngày xưa có lãnh lương phải không có lãnh lương liệt sĩ đúng không
Hỏi nói gì đó. Nhưng mà bà không nhận. Bà không nhận là tại chắc bà không tìm nghĩ. Bà không, bà khôn nè. Bà nói, đất nước Long Vi thì tôi hiến. Không, tôi hiến thân cho đất nước để cho độc lập. Khôn lắm mà bà, nó khôn lắm. Chị mà. Này. Chị mà không. Sao vô 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 vô. Đừng nói hả? Đừng nói hả? Thành ra lúc đó làm giới hưởng lương liệt sĩ có tôi mà. Dạ, có lúc đó con thầy thì ở bển, để biết cho con thì ở bên này con không biết gì hết trơn á. Tại tôi biết sư là từ năm 99 chắc. Từ 96. 96 hả? 95 về. 95 về từ Mỹ qua về. Tôi nhớ là cái vừa xuất gia xong thọ giới gọi là lúc đó còn là thức so là 97, 96 xuất gia là 96, 97 gì đó. Rồi sau đó thì cái ngày mà ông cái Minh ông lên xin lỗi cái đó, ông lễ lại bà này luôn đi mà bà này không cho. Đúng như hồi đó thì Minh còn nhỏ ơn nghĩa lắm. Thầy Tuyết Minh thọ giới thì theo sao? Hồi thầy Tuyết Minh đi con có ở bển. Còn lại Minh đi, ủa vậy sao con biết tôi? Thầy chỗ nào? Cái bữa đó có tôi đó mà nó vậy. Con biết thầy lúc mà về chùa Bến Tre. Cái ngày thì Tuyết Minh đi là làm lễ có tôi ở đó, tôi qua cái chỗ tôi ở chùa ở đường Phan Xích Long đó mà. Dạ. Thầy Tuyết Minh Na Huy là khác nữa. Tuyết Minh Na Huy thuộc Hòa Thượng này, con già rồi đại lão. Hòa Thượng Tuyết Minh Na Huy tiếp cứu biết năm nay ông già lắm á, lớn tuổi lắm á. Hồi xưa cũng là con về với má con là một ông má hồi dậy lắm mà thôi bây giờ dậy đó. Hồi tắt máy, nói như đủ à. Đủ biết quay phong lẫm liệt ha. Bây giờ ngồi rơi chỗ ai phong lẫm liệt gì. Bây giờ muốn gì nữa?